và thế nãy giờ là hát là đéo anh nghe à? Oh my god, nãy giờ hát violin. Hóa ra một mic, các bạn không nghe được á? Ông ẩn sợ anh em react thì sao quét được á? Sẽ lại sợ anh em react là sao? What the fuck? Điên à? Đây này, cho các bạn xem luôn. Đây, bạn không có mặt tôi điêu. Đây. Đây nha, Nemo này. Đây, dashboard nha, cho các anh em xem luôn. Video and clip, stream recording. Review did not pass right there bro. Đây này, đỏ. Là bị ban, trời đất ơi. Là bị ban đây, đây này. Review không xong đây này, điêu các ông làm gì? Chứ tôi ở bên Nemo tôi không có quyền ẩn hay là lấy xem stream. Đấy, kiểu thế, trời đất ơi. Phải cả lean thật đấy chứ. Ây, trời ơi, bây giờ biết làm thế nào bây giờ? Biết làm thế nào bây giờ? Đúng không? Em phải chịu thôi, uy tín. Thôi mình làm tí Facebook đi. Mình ngồi mà xàm ngôn thế là giỏi rồi đấy. Để xem mình Tết là có gì đâu. Ui dồi, Tết có muội à. Trời ơi, Pupu ơi, anh đã hối hận chưa Pupu? Hoàng Điệt, anh đã hối hận chưa? Anh đã hối hận chưa Quang Đức? Pupu có người yêu. À thế à? Có người yêu rồi á? Ủa nhầm. Có người yêu rồi á? Có người yêu rồi á? Chết mẹ tôi rồi. Vãi cả lìn thật á. Sao có tin này ở đâu? Tôi có tin này ở đâu mà tôi không biết này thật á. À nhầm, em hối hận rồi. Chết người. Sao anh có người yêu? Anh không bảo em. Ờ sao lại thế nhở? Phải cái gì cắt kéo quá, cắt kéo luôn chứ nào? Cắt kéo luôn chứ nào? Phải lúa thật. Cắt kéo là gì? Cắt kéo là một hành động nhẹ nhàng bình thường xảy ra khi bạn cầm một cái kéo và cắt một thứ gì đó. Hả? What? Để tôi xem lại nào. Hả? Trời ơi không. Là sao? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy trời? Oh hell no bro. Oh hell no. Sao công lại bảo là Quang Điếc như thế? Sao công lại bảo Quang Điếc? Anh Quang Điếc là kiểu khác chứ. Anh Quang Điếc là kiểu đây. La Hán đẩy xe bò. Anh sao nó có hình thật mày? Anh Độ nói quả không sai á. Đây nhá. Từ nhá, đây. Rõ ràng là chúng ta phải check va lại anh Độ. Anh Độ ngay, không hiểu sao. Đây. Đâu nhỉ? Được cái câu bao nhiêu câu, cho tôi lại cái số câu hỏi đi. Tôi hỏi là trong tình huống này là câu có được quy là tệ nạn không? Để tôi hỏi. Cái đéo đây. Đoạn này anh Độ nói gì nhỉ? Từ hôm qua mình chưa xem đoạn này, lúc này nó đang livestream. Có cả mẹ sớm mốc xong lại còn trên fan Chelsea. Anh Độ biết không nhỉ? Từ nhá. Nếu như mà để tôi nhớ về lục lại ký ức nhá, là tôi với cả anh Độ chưa bao giờ nói chuyện về tình yêu. Trừ một lần đấy nhá. Trừ một lần đấy không bị kiểu nhẹ thôi. Là hồi đấy là bọn tôi lên, còn hồi đấy là còn lên Đôn Lao Hà Giang hả? Anh em còn như là dịp ngồi uống rượu với nhau một hôm. Đấy, nâng ly lên. Đấy, thế là mới hỏi làm là đợt đấy là mới đề xuất cho anh Độ là em hỏi lý do vừa đi Mỹ, thì tôi chia sẻ lý do đi Mỹ, xong đi Mỹ về có những gì mới, chia sẻ với anh em anh Độ là tại vì lâu ngày là không nói chuyện. Thế nên là anh Độ chỉ hỏi tôi đúng một câu, thế mày đã học được bảo gì rồi đấy, hết thế thôi. Đấy. Đấy như là cũng kiểu hơi thôi. Không, tôi biết, thực ra bình thường anh Độ không biết đâu. Nhưng mà thủ phạm của những câu chuyện mà anh Độ hay biết đây này. Thủ phạm ở đây. Đây. Chị này hay kể lắm này. Highlight, đéo phải. Lại highlight. Fan Chelsea lại highlight ý là... À đấy, anh Độ lại mượn gió bẻ thêm một ngọn măng nữa đến từ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đây này. Đấy. Anh ấy khéo lắm đấy chứ bộ. Sổ mốc sổ Phan Chelsea. Mẹ yêu cũ của ai nhỉ? Không, anh không biết thật đấy. Thật. Anh không biết được đâu. Yêu cũ của ai nhỉ? Tôi tưởng nó phải liên quan người yêu cũ. Đấy. Vẫn sai là thì đéo nào. Không biết. À ừ cũng đúng. Ừ. Anh
từ, đây 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 nữa, còn đây nữa, đây này, đây mà cái mà tôi nói đây này, tại sao lại như này nhở? Mẹ tệ nạn nhỉ, chắc thằng đép à? Tôi đéo biết đâu nha, nhưng mà trông vẻ giống thằng đép này. À đúng mẹ rồi. Là như nào nhở? Tệ nạn nha, chắc thằng đép à? Nhưng mà không có. Em nhá, nói thật, trong tim em nghĩ em là người trẻ nhất. Em là luôn luôn giữ cho mình được respect, khoảng cách, sự tế nhị là các đàn anh. Đấy. À, tệ nạn nào? Là sao nhở? Chết người thật đấy chứ. Được đấy. Càng ngày con người người ta càng lười rồi. Tuyệt không phải em flexing hay gì. Nhưng mà nếu mà mưa nhá, nhà tôi là nhà tôi chỉ nhà tôi ướt, chỉ nhà tôi ướt thôi. Đấy, mấy nhà kế bên khô queo, nhà tôi che hết. Vãi lồn thế cơ mà. Hôm bữa có... Tôi bảo các bạn rồi, người nắm giữ vlog nhà anh Ben chỉ có tôi thôi trong team này. Tại vì từ lúc sau đến nhà anh Ben là mọi kêu mọi người cất hết điện thoại đi rồi. Đấy. Chú ở hàng xóm kế bên qua bảo, ủa mưa à? Sao không thấy nhà anh Ben? Tôi bảo các bạn là trong cái ngõ nó có tầm 10 nhà ấy, nó đều 3-4 tầng thôi, riêng nhà anh Ben 8 tầng mà mỗi tầng nó bằng 2 tầng nhà khác, thì các bạn hiểu nó to như nào. Nhà mình ướt nhờ, ui đỉnh cao. Không vai bìu luôn mà. Nhà tôi là bị cấy, bị cắm xây gần sân bay mà. Tết. Sợ cao quá. Cao vai lìn luôn. Máy bay nó quẹt ở đây mà. Nên không có đồn trong nhà, trong ngõ sâu sâu xíu này không? Trời, tôi ước mơ của tôi nha, tôi sẽ xây một cái gara. Nhà là phải nhà ô tô vào đổ trong nhà được. À, xây cái gara. Cái background của tôi là một chiếc GTR. Đấy. Lâu lâu rảnh rảnh lên nẹt bô cho em nghe. Ui. Ui, ước mơ mình là gì ạ? Chiếc GTR. Ước mơ của tôi đây. Ờ, ước mơ tôi có ước mơ tôi có một gara. Không ước gì, chỉ ước có con xe nào đỉnh hơn Ferrari. Mình đi chạy qua nhà crush mình hồi ấy, bấm chuông, bấm còi. Bíp bíp. Alo, em à. Xuống nhà, anh có chuyện kể cho em nghe. Đúng không? Thế xong khi mà cô ấy bảo em đây, em độc thân rồi. Còn tôi nhìn mặt cô là em đã hối hận chưa? Bố mày phóng đi luôn. Nói em đã hối hận chưa? Anh thành công rồi, em đã hối hận chưa? Anh bây giờ đã thành công rồi. Em đến nhà Thanh à? Không anh. Mà thế. Thầy mới anh Quang qua chỉnh là ok nhất. Nghe hết anh đó. Quang mà có thể chỉnh cam của anh Quang trắng thì huống chi là sao không chỉnh cam của anh trắng được. Mẹ tôi mời Quang nó qua ăn cơm xong rồi nhờ tiện nhờ chỉnh cho nó có qua đâu. Không qua đấy chứ. Thế thế nó thấy ghét rồi vãi ông biểu. Tôi nhờ Quang qua chỉnh. Quang có qua đâu. Chê chứ. Chê mà. Chê nhà bé. Ai dạ ơi. Anh Quang xem nào nhá. Chê nhà bé kìa. Thầy dỗi lắm rồi. Lúc giờ mới thầy á. Vẫn câu chuyện đấy. Tôi nói đùa anh em để được cái gì. Em đang ngồi đây anh cút phép thế. Quang chê rồi mà. Vẫn câu chuyện đấy. Đây 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 đây. Nhà bé Quang. Thầy dỗi ra cái thầy dỗi ra Quang. Còn đố nhà bồ to nhà thầy luôn theo những gì con nhìn thấy trên phim ảnh luôn. Anh Quang tệ thật. Anh Quang giải thích cái sao nào? Đã thế nhá. Đến hôm thầy mà mời anh em qua ăn tân gia tôi đéo qua luôn. Ờ kìa, sao lại thêm người nữa dỗi vậy? Chúng ta phải giải quyết vấn đề chứ. Trời ơi.
Cái gì mà dỗi vòng qua, dỗi đi, dỗi lại vậy trời ơi. The fuck. Đem con đâu mới. À ừ nhờ. Đã thế nhá, sau này lỡ mà thầy có nhớ tới tôi nhá, tôi vẫn đi. Kệ thôi, đồ ăn miễn phí này, chơi nhà thầy không mất tiền. Thầy không mời tôi xin thầy. Đấy, thế thì thôi, để tôi xin thầy luôn. Được không? Thầy không mời nhưng mà tôi xin. Thầy không mời nhưng mà tôi xin. Thầy ơi, mặc dù em biết thầy không mời, hôm nào cho em qua nhà thầy đi. Em hứa giữ gìn vệ sinh trật tự, ăn uống vứt rác đúng chỗ. Thế đồ cho nhanh, việc gì phải dỗi, dỗi được cái gì đâu. Nhật mẹ. Không, không hiểu, tôi là trẻ nhất, tôi dỗi ai quan tâm, tốt nhất là mình xin các anh luôn. À, cho nó nhanh. Nói chuẩn. Cho dỗi hẳn luôn. Cảm ơn bạn. Coi như là tôi coi là thầy nhà bé, cho đúng như là lời thầy nói luôn. Đúng như lời thầy nói luôn, là coi như thầy cứ khiêm tốn. Thầy qua nhà anh Quang rồi. Nhà anh Quang thì cũng nhỏ xinh thôi. Nhà thầy to như cái biệt phủ, đập mấy tầng, lên TikTok bảo nhà này anh sửa hết 2 tỷ. Thế mà thầy lại bảo là anh Quang chê nhà thầy bé, thầy này là thầy nào. Tôi chê thì nhà thầy nhà bé tôi không qua. Nhà em mới bé thế này, nhà em nhá. Phòng stream của em 20m2 thôi. Phòng stream đây nhá, bây giờ ví dụ về diện tích phòng stream thì không có phòng nào bé hơn phòng à em. Đấy, khi nào đúng không? Các anh em trong team luôn. Phòng ai cũng to hơn phòng em. Thầy làm nhà to hơn đi thì tôi qua. Ừ. 100% luôn. Khi nào mà thầy làm nhà to hơn đi thì lúc ấy tôi qua sau. Còn bây giờ nhà bé quá tôi không qua đâu. Đúng như lời thầy nói luôn. Thầy toán mẹ mình kiểu phòng stream bô cũng bé. Cái lột má mày Bin ơi. Bin ơi, tao xin mày. Bin ơi. Phòng stream của ông này mà bé thì phòng stream của ông nào to nữa. À Bin, mày có biết anh mày là ai không? Mày có biết anh mày nổi tiếng cỡ nào không? Mày có biết anh Khoa mà ra đường từ Hà Nội cho đến thành phố Hồ Chí Minh, cho đến gọi là về Cao Lãnh rồi, nó to như nào chưa? Má mày, phòng ông ấy bự dã man luôn, kêu bé. Nhét chữ vào mồm thôi. Có vãi lìn. Nhét mồm vào chữ thôi, xong rồi dựng chuyện lên thôi. Nét không? Nét luôn, ừ. Nét quá. Hình như là dạo này mình hiền quá rồi, bắt đầu thầy được đà lấn tới thì phải. Thôi xong rồi, Innova rồi, trời ơi căng quá. Trời ơi thôi. Thôi, bạn này mà xinh thì lấy, úi xời thầy ơi. Đúng lòng xe thật. Đi ăn mừng thôi anh. Hello. Nó so điệu nhá, nó so điệu, ui được quả tên là sướng ấy. Còn đẻ là đầu gặp chinh chinh đấy. Nhanh không, xe nào đấy. À này, quen, cái cũng kéo xe đúng không, có duyên gặp nhau nhỉ. À, mọi người thích hỏng xe ở đây nhỉ? À, đúng rồi. À, một con đường hai số phận. Cái gì? Cùng đường á? Trời, hôm qua vừa mua, hôm nay đã hỏng rồi. Ở đây gần mà. Thề luôn ấy, mấy cái con dân này nó cứ đâm vào em ấy. Thật sự. Nhưng mà sao đi đường nào, đi đâu vậy, đi đường này về? Rồi. Thắt dây an toàn vào đi. Rồi. Anh sợ em là ngã vào lòng anh đấy. Ôi trời ơi. Anh yêu đi. Rồi, he got raised too. Thế từ cái tin nhắn mà ngày xưa chị Chin bảo là anh Khôi tán là như nào nhỉ? Ê, ok, ai hỏng xe? Kéo xe được mấy hôm kéo luôn bà vợ. Mày kéo thấy mẹ vẫn ơ lung. Shut the fuck up, bro. Đây luôn này đúng không? Cái gì? Hai mươi kim cương lom rom á? Cái gì? Ai? Cờ rút em là một bộ. Ơi, cảm ơn Linh Chi đó. Trời, anh không tao không nghe tiếng cảm ơn Linh Chi nhá, cảm ơn Linh Chi. Đấy, tôi nhá, không bao giờ có chuyện này luôn. Anh này là sim. Tôi là không bao giờ là kiểu có cái kéo xe là free. Ngày xưa công có thấy tôi là không bao giờ tôi free không? Đấy, công có bảo tôi xin. Không free là không free. Đúng không? Anh có thể cho em tiền nhưng mà dịch vụ cái nào tiền công ty, đấy là phải trả. Hiểu chưa? Như nào? Thế mày khóc lóc để người ta không lấy tiền thì đúng không? Từ từ, thế để tôi hỏi lại. Này, ngày xưa tôi có bao giờ kéo xe free cho bạn không? Không đúng không? Chắc chắn là không luôn. Chắc chắn là không luôn. 100%. Thế đi xuống đi. 100%. Không được, lần đầu à? Không à? Lần đầu chắc chắn không. Lần đầu chắc chắn không phải. Tính tiền đàng hoàng mẹ luôn nhá. Đàng mẹ hoàng luôn. Đợt đấy là đang định bát rap. Đông gờ va đờ rap. Ngồi ghế một với em cũng được. Ờ vâng.
Sao mà tay em lái mà tay em ôm chị chứ? Tí nữa em... Em đã... Cầm mẹ mồm mới đẹp ra chị Thúy Vân à? Ây da! Ông Phào, em vừa gọi được thật sự công chuyện hết rồi. Mẹ em ngồi chờ anh 5 ngày 5 đêm rồi. Ráp đít này, Vân có cùng. Mày quên hết lời được. Ôi xong sao quất đi luôn. À đây, tưởng một khi thay mà. Bây giờ gói kiểu hợp tác lâu dài rồi. Ờ nhưng mà tôi khá nhớ là lần đầu này có tính tiền, có tính tiền, có tính tiền. Chắc chắn luôn là rõ. Nhưng lần đầu có tính tiền đúng không? Right. Thì anh sửa cho em 20 lần cũng được nhá. Trái tim em có chỗ nào mà kiểu cần vá, anh cũng vá luôn được cho em chứ. Huống hồ gì là mấy cái lốp này hả em? Trời ơi. Cẩn mà. Bro, what the fuck is that? Shit me. Oh my god, it sounds so fucking. What? Hold on. Làm ô uế cộng đồng mạng à? Nghĩa cảm đức. What the fuck? Kinh thật. Giờ còn quay cả giật. Hay thằng Đức nó bảo thích em thích Bim quay như thế. À hình như là thế sao á. Ngày xưa có thấy cái giật nào đâu. Tết em sẽ rủ anh quay trên TikTok cho anh hồi xuân. Mà em tao là sao? Cái gì cũng Đức à, không phải Đức à? À giật thế này nhỉ? Thế sao tự nhiên quay mấy cái giật như này. Anh đang lỏ ra cái đôi mắt kia biết cười. Đây là phương thức có thể khiến em giết người. Định tán tỉnh sẽ vì nó là nhiều chuyện cay vào sáng sớm nhưng biết đâu là chiều nghiện. Nếu mà ok sẽ vẫn thừa yên sau. Vui được cùng bỏ rách như cả vực. Mặc đồng phục am như kiểu là không ai biết mình học am á. Đâu mà xem. Người ta bênh nhau đó. À bênh. Hôm đấy xinh gái nên đăng thôi. Tỏ phớt. Ái kỷ thế tự tế sinh được không? Thế được rồi. Được. Đánh giá cao. Respect. Giống như anh trai. Không cần ai phải bảo mình đẹp trai. Tuy nhiên mình tự thấy mình đẹp là được rồi. Cộng một respect đấy. Đúng em anh đẹp. You know what I'm saying bro. Em thì xinh anh thì ảo. Cho anh hỏi là tôi, nhan sắc của tôi, nếu mà gọi là ảo đi, như nào gọi là ảo? Anh này ảo. Như nào gọi là ảo? Như nào gọi là ảo? Đúng không? Đồ má, bây giờ tôi các ông đưa thứ đi. Bờ nhá, tôi muốn tất cả các ông nào đang ở quê, đang ở thành phố, đang ở đâu đấy, đéo cần biết. Các ông thử đưa ảnh, ví dụ ảnh của tôi đi. Cho một người con gái ở chỗ các ông, không có biết là ai, em gái, em họ, bạn bè. Thôi đừng đưa các mẹ, tại vì không hợp lý. Đấy. Hỏi xem là chị thấy anh này trông như nào. Có xấu không? Để xem người ta bảo tôi xấu không? Đâu? Chị em bảo anh như cặc. Không có. Ê từ đây rồi hỏi. Ví dụ bạn nhìn hình tôi hồi đầu, bạn biết bạn đánh giá tôi như nào? Ví dụ đi. Ví dụ đi xem nào. Ông bạn like review. Hôm bữa ăn cơm e bật chim anh xem cùng mẹ. Mẹ em bảo xem thời sự đi, đừng xem thế giới động vật. Ok. Điều từ từ. Mà đã thế nhá.
Đã thế đây này. Từ từ công đợi tôi đi. Đầu nhỉ. Tôi lục được quả Discord cũ tin nhắn hồi đầu khi mà tôi mới tìm được Discord bà trong cái server Roleplay, rõ ràng khen mình đẹp trai này. Đừng để lên đây dắt mũi dư luận như này, rõ ràng khen mình đẹp trai luôn nhá. Rõ ràng luôn. Phạt bao nhiêu tiền? Hiện nay việc lấy khiếm khuyết về cơ thể của người khác như béo, gầy, xấu, lùn nhằm khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình thì bị phạt từ 5 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 144 năm 2021. Chú ơi, không có ý gì nhá chú nhá. Mai chú với con đi thu tiền hết anh em viewer với cả chú, với cả con chú. Con thì bị chê là béo, còn chú thì đôi khi là bọn này nó bảo chú là... Em có 2 triệu, anh đẹp... Lấy, đấy, đấy thì bây giờ chú với cả con mỗi người đi thu 2 triệu một người thôi. Ở trong này 3 điều người, đấy, đóng 2 triệu một người cho chú cháu mình là chú cháu mình giàu rồi chú ạ. Chắc chắn luôn, chú ạ. Hành vi vi phạm chắc chắn luôn thực hiện trên mạng xã hội. À đấy, tặng Huy Đặng này nhá, con vợ Huy Đặng này nhá. Mày mà gần tao, tao kiện mày lên phường này. Thì có thể... Theo Nghị định 15... được xuất phát hành năm 2020 của NDCB là gì nhỉ? Nghị định chính phủ đúng không? Đúng rồi, đấy 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 đấy. Đấy là thằng này đấy thực hiện trên mạng xã hội này 20 đến 30 triệu đồng này. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Let me see it. Khó quá. Ui giời ơi, con lợn. Lùn phạt bao nhiêu tiền? Hiện nay việc lấy khiếm khuyết về cơ thể của người khác như béo, gầy, xấu, lùn nhằm khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu gọi người khác là con lợn mà không phải xúc phạm. Sao? Như nào? Và đây là Paulo Pilo. Paulo Pilo ui. Check it, miss em đi. E có bằng chứng bà khen anh. What the fuck? Quá ghê gớm. Và đây là Paulo Pilo. Paulo Pilo ui. Tình huống múa phải nói là xuất cắt. You know what it is, bro. Sao như nào sao nhờ? Nhưng mà cái trường hợp này vẫn không được này. À khiếp vậy chứ. Nhớ hồi xưa tao với thằng Khang thao nhau giả thành bà nhiều lắm. Mày điên à? Mày em đích chính chủ người ta kêu giả ăn cứt à? Mày em đích thật của người ta kêu giả. Mại ám hàng chính chủ thích hỏi chính chủ luôn. Đâu. Đây, câu này phải bạn nói không? Hey bro. Sao? Này rành rành như này luôn kêu ai thèm nói được điêu. Chịu rồi, phụ nữ hai câu như hai tư như thế đã chịu rồi. Thật sự luôn các bạn ơi, thật sự luôn đấy. Chúng ta là không gì để nói nữa. Fake! I'm pretty sure that shit real as fuck, bro. That shit 100%. Này này. Avatar bà đổi tên để lên stage. View vô ầm, ghê không? Ai đấy chứ nhờ. Hôm nay thử vị này sang vị kia đấy chứ nhờ. Người này này đấy. Này! Nike! Con nhỏ sụt chua này. Sụt chua. Này thật chứ. Căn đã. Vì nó này này. Vì nó thăm thăm đâu. Có thăm thăm đâu. Lạc lạc đấy luôn vậy. Wow. Nhà hàng này thật khang trang. Em thật muốn đến đây ăn vào ngày mai. Tại vì cái vị nó lai lai giống kiểu của nước ngoài. Oh my god.
Đi chân dạo này là mồm mà đi chơi hơi xa. Hơi xa đấy nhá, chị nhá. Ơ kìa chú đi... Chú comment gì ấy thề. Lúc này là tôi zim chị vào luôn đấy nhá. Lúc... Chú nhá, con là con ảnh trong điện thoại cũ của con này. Đây nhá, hồi đấy đi ăn nhậu mới gặp anh em. Mới có chụp ảnh, có cả chú, có cả người ngồi cạnh luôn chú ơi. Trời ơi, chú không bịt miệng con lại mà là đấy là có chiến tranh to xảy ra đây này chú này. Trông mà tình cảm lắm chú ơi, chết đòn luôn nè. Mày gửi con Mạnh em ra đây bố mày xem nào, đâu? Gửi Mạnh ra đây bố mày xem nào. Thế mà gia đình thằng này được cả đôi đấy. Tôi đố các bạn thằng sò dám gửi ảnh đấy kênh chat đấy. Con Mạnh à mày. Cái gì đây? Chú nhà thầy đép công khai người yêu và fan donate đốt nhà đi con mẹ. Sao này check group Facebook kiểu léo gì nhở thề. Đây lưu với nhà thầy ôn níp đây. Đây nhà thầy ôn níp đây. Bị chặt gì con mẹ. Đỡ phớt. Mày còn gì mày băng mẹ nốt đây. Đâu 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 nhanh lên nhanh lên. Mày gửi ra đấy. Mày check cái đã nha. Thì mà sao hồi đấy lại kiểu có cái kiểu kiểu như thế nhỉ Son nhỉ? Mày có thấy kiểu ta shit creepy right? You think ta shit creepy right? Ta shit creepy right? Không, không ảnh không có gì cả. Ảnh có cái gì đâu. But you, that shit is like stalking bro. Chả có gì cả, thật sự ảnh nó chả có gì cả. Đây, thế thôi, tôi ở trong bếp. Đúng không? Hết. Thấy bình thường mà. Đấy. Có gì đâu. Cho xem đi. Đúng không? Cái gì đây? Mày rửa bát khi ăn cơm xong là được nhé. Đấy. Đấy. Nhưng công nhận thầy ạ. Đôi lúc khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc mà nỗi buồn vây kín ở trong em. Dẫu biết em chẳng là gì cả, nhưng stream của thầy lại là ngọn đèn soi tỏa ánh ban đêm. Nhưng thầy nhà cửa khang trang rồi mà không thấy mời em, đôi khi cũng buồn. Không biết sao thầy không mời luôn. Đấy. Hiểu luôn, nhưng mà hôm nay là em mặt dày, em bảo thầy cho qua luôn. Cái gì cơ? Bợ tới, đâu có bợ gì đâu trời. Ui giời, mày cái này cũng phải quay lại sau này nha. Vợ tôi đứng này, đây là đang ngồi đây, đang đứng tôi pop phát luôn đấy. Sao phải quay TikTok cái thử nhơn pop phát luôn. Cái gì ý kiến này à, ý kiến này nào? Sao như nào sao nhở? Pop phát luôn hiểu không? Ông này còn kiểu nhẹ này. Tôi sau này nha. Vợ tôi ở đây đúng không? Ông kia chỉ kiểu như này đúng không? Trêu đúng không? Tôi là như này luôn. John Cena. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu. Nước mắt đã dâng khuôn. Đi xem phim hôm còn nhiều lắm. Mày gửi con Mạnh à mà đây. Đâu? Gửi bố em xem. Đâu? Mời thì mời cả nhà, chả nhẽ mời riêng. Vâng, em biết, lỗi em. Nhưng mà em thích thầy mời riêng em cơ. Cho mặt phụng phịu vào. Hiểu không? Riêng cơ thầy ơi. Phụng phịu vào tí. Lúc này mày đang đánh nhau với anh Độ này. Anh mày là hơi là cá trớn rồi đấy nhá. Thế hôm nào qua anh qua đê báo trước để vợ anh chồng anh làm cơm nước bảo để anh bảo Doan làm thịt kho Thái Bình cho mà ăn. Trời. Oh my god.
Pino, 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 no, no, Pino. Tuyệt vời quá, thầy Pino ơi. Yes, sir, Pino. Tuyệt vời quá. Thầy, em sống trên đời. Trên đời, 24 năm nay rồi. Chưa thấy ai tốt như thầy luôn. Chưa thấy ai là tốt như thầy. Chưa thấy ai tốt như thầy luôn, chắc chắn 100% luôn. Chưa thấy ai luôn đấy. 100%, quá tuyệt vời chứ. Thầy, buổi tôi chính ra tôi chưa ăn thịt kho Thái Bình bao giờ. Thật sự là có ngon như là lời đồn không? Hôm nọ anh Độ Michi là có bảo là chị Doan là nấu xong rồi đưa anh Độ ăn, anh Độ khen ngon lắm mà tôi chưa được thử này. Thế mà bảo anh em khác không tốt. Ok. Mày đã nhét chữ bồm tao. Anh ơi xem tin nhắn của em đi á. Đâu? À cái này á, à, không phải. Why though? What the fuck? Tina em block anh à? Em block anh à Tina? Em block anh đúng không Tina? Giờ nha. Giờ nha. Bây giờ đúng không? Bờ ăn friend rồi đúng không? Bây giờ mày đứng trước mặt tao, mày quỳ lạy xin tao add friend lại. Tao mày add mày Tina ơi. Quỳ lạy van xin tao add tao mày add friend lại. Hiểu chưa Tina? Không có lần nữa luôn. Ok chưa? Không bao giờ luôn. Không bao giờ luôn. Không cần, ok luôn. Được, nghỉ chơi luôn. Xem đi, có cái gì đâu mà xem, trời đất ơi. Xem đi, có cái gì đâu mà xem, trời đất ơi. Cái này là từ ngày xưa. Sao nó lại như thế nè các bạn? Sao nó lại như thế nè các bạn? Fuck. Bắt nạt rồi. Ôi trời. Các bạn nghĩ tôi là ai mà bị bắt nạt? Các bạn nghĩ tôi là ai bị bắt nạt? Trời ơi, tôi cứng như đá luôn đấy chứ. Tưởng bắt nạt tôi mà dễ không? Đúng rồi. Nhưng tại sao mày có clip đấy? À, đi. Nhưng mà số gửi cả group mod cho trời. Đất ơi, cái lồn má mày. Xong nhá, nhớ có được phạm sai lầm này. Nhớ là, đấy. Sống là trải nghiệm, là bài học. Không để chúng nó lưu về, chúng nó làm khùng, làm điên ở trên mạng xã hội. Cấm nhá, Dep ơi, từ lần sau là không có. Không có, cái này anh add em đi rồi em xóa hết trong máy. Mày quay clip xóa trong máy mày đi. Thì tao add. Thì tao add. Clip mày coi ở đâu rồi á, đừng có điêu. Đâu, record lên đây. Record lên đây. Lên đây. Không được các bạn, bây giờ làm sao bắt nó kiểu chắp tay quỳ lạy van xin được. Các bạn hiểu không? Nó là người đang nắm đằng chuôi. Át đi rồi quay. Không. Quay đi rồi át. Quay đi rồi át. Hiểu chưa? Quay đi rồi át. Hiểu chưa? Tiền trao thì cháo húp. Ok bro. Em còn biết. Biết gì? Biết gì cơ? Để ý ai. Tao độc thân. Ok chưa. Sao anh lại thả team story bạn thân em? Thân mày là ai? Thân mày là ai? Đâu. What's your Facebook right now? Let me check that shit. Đâu? Mày đưa link Facebook bạn thân mày đây. Bố mày thả team bố ăn cứt. Công mẹ lồn Photoshop, các bạn nhìn phát biết luôn đây Photoshop phải đéo bao giờ rồi, cái câu chuyện này luôn các bạn hiểu không? Đây chắc là Photoshop, các bạn nhìn cái màu, các bạn không nhìn được cái màu cái này nó khác với cái trên đúng không? Các bạn nhìn phát là biết đây cái chữ này nó bé hơn này. Đấy, đúng không? Chắc con mẹ em chắn luôn, cái này đéo phải là thật. Cái này là Photoshop chắc con mẹ cốp luôn. Đúng không? Cái Photoshop chắc bạn luôn, đây 3 chấm đâu. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Mẹ Photoshop chắc mẹ luôn. Thò nhá. Tin mày chuẩn chưa vậy? Mạch bố mày đây này. Đấy. Cần nhìn gì nữa?
được cho anh, mọi người thấy em đẹp giang hồ cho các bạn. Được chưa, được chưa? Được chưa, giang hồ cho các bạn. Được chưa, nó phải như thế chứ. Ai kế bên thế, làm đéo có ai kế bên. Đéo có ai kế bên. Xem phải photoshop không? Không so nhá. À đấy là tôi cái số tôi gửi so, nó bảo tôi xấu trai là cái gì đấy các bạn. Không có ai, các bạn có bị đuôi cũng không thể nhìn thấy ai nằm bên cạnh, nó làm gì có ai bên cạnh. Áo trắng đâu? Đây cái gối mà. Vong à? Rồi, chơi Facebook ở đâu? Ngày quá đủ chơi Facebook mà làm gì rồi.